Nào lên trên nào. Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình có một bộ đồ chơi mới, đó chính là tranh bạc xốp. Đầu tiên mình có một hạt đèn tiên cá. Để sao đây? Và nó rất là nhiều hình luôn. Hình máy bay, hình con ngựa, hình máy bay tiếp, hình con thỏ, hình Peppa, Doraemon, công chúa Sylvia, công chúa Elsa, mẹ Hello Kitty, công chúa Bà Tuyết, công chúa Sylvia, công chúa Bà Tuyết. Và này tiên cá, mình có này tiên cá này chứ không phải này tiên cá này, này tiên cá này là nằm nha. Này là Bà Tuyết các bạn. Bây giờ mình cùng nhau khám phá nhé, mình sẽ chọn bức này. Kèm thêm một cái móc khóa để móc như cái này nè. Wow, đẹp quá. Rất là mềm á. Em lịch tắm bỏ. Rồi, bỏ qua. Ủa các bạn ơi, có nhiều hình bên đây nữa nè. Đây là hình đèn tiên cá. Đây là cái san hô, đây là một ngôi sao. Đây là đèn tiên cá, đây là một con cá. Tí nữa mình sẽ lấy cái móc này để móc vào đây. Đây là bọt xốp này các bạn. Đây là màu vàng, màu trắng, màu xanh dương, màu cam, màu hồng, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu da. Các bạn nhìn tưởng đây là màu trắng thôi, đây mới là màu trắng, đây là màu da. Giờ mình cùng bắt đầu làm thôi. Let's go. Nó rất là nhiều màu. Ở trong đây rất là nhiều màu luôn. Người ta có tặng kèm mấy cái kim cương để tí nữa mình đến là đây nè các bạn. Ngoài ở trong đây còn có hình mới nữa nha các bạn. Giờ mình sẽ tô màu đỏ trước đây. Mình sẽ tô màu đỏ nha. Sau khi 10 giây mình sẽ lấy ra kéo cho mày. Mình sẽ cắt chung cái xốp nên mình sẽ đẩy cái xốp xuống nha các bạn. Wow, tạm thời rất là dính luôn. Mình sẽ tô san hô chứ. Video slam các bạn. Cắn xuống. Xốp này hơi căng thẳng lắm các bạn. Cái san hô này quá khó luôn á. Rồi đó, tiếp. Dễ như sao nó có keo rồi các bạn. Ui nó dễ, dài quá. Dài quá rồi. Dài quá, dài quá. Này các bạn, nó dính dính á. Bằng cái đuôi này các bạn. Phải ấn đều ra. Xong cái đuôi đó. Làm gì nữa ta?
mình sẽ lấy mùi da rồi cái mặt như các bạn. Cái nhựa cây này trên cái này nó ta cái người chỉ cần nó cái gì cần 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 gì cần cần sẽ lấy thêm màu da này các bạn. Nó kén dễ luôn. Tôi cứ mặc tiếp. Tôi cứ mặc này nó nhiều lắm các bạn ơi. Sau 10 giây mình đã phát cũng vẽ xong hình tiên cá như thế này rồi nè. Giờ mình sẽ lấy màu trắng. Mình lấy màu trắng thôi cái tóc nha các bạn. Con thấy người ta tôi dễ lắm nhưng mà công nhận khó thì có. Nữa đôi cái chồng mắt của nàng tiên cá này các bạn. Lúc này hỏi tôi đây. Dạ, con cá mà. Sẽ bắt cái màu xanh để đôi cái đuôi. Màu hồng mình sẽ cho nó xa nha các bạn. Bây giờ nó dịu. Nên các bạn nhìn nó sợi của nó này. Đứt. Cho mời cho nó xem. Và màu hồng nha. Bây giờ mình sẽ dán cái chậu của nó xa trước. Giờ mình đã làm xong bức tranh này tiên cá rồi, giờ mình sẽ tắt cái, mình sẽ lấy con này tiên cá ra nha các bạn. Lấy cái này khó, màu gỗ. Cái này giống tắt kiểu đường quá. Cái chừng đẩy. Bây giờ mình sẽ dính những cái đám màu này lên tóc nha các bạn. Sẽ là một tím. Wow, nó làm sợ luôn các bạn ơi. Đứt lên đây. Nó đến được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái đế này để mình gắn lên là tiên cá cho này tiên cá đứng được nha các bạn. Ở dưới đây có cái đế này. Gắn xuống. Gắn ngay xa đây. Theo cơ. Nè. Đây là đằng chí trái này. Chan chan. Mình sẽ xem thử nha. Wow, rất là đẹp luôn. Giờ mình sẽ móc con cá lên. Móc bên này. Dạ. Xem ra. Wow, đẹp. Đẹp quá các bạn ơi.
Video của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh và subscribe. Và đăng ký kênh cho mình nha. Bye bye.